Người mà bị chích quan này á, người ta theo người ta báo hoài à, mình tự động mình nói ra luôn rồi. Gặp là những cái người ta cũng thân thuộc lắm á, người như kiểu ta thương mến á, đúng không? Chỉ là theo anh đó là chị Hà có khả năng đi xuống cái phao này ngồi để cho cái người đi xà lan khác người ta biết. Hai vợ chồng của người đó. Bởi vì cái hồn của cô Hà này á, bây giờ cái hồn của Hà này anh dám khẳng định, mà nãy giờ anh dám khẳng định với em là không bao giờ còn ở chỗ đó. Không có ở chỗ đó đâu. Nó không bao giờ còn đâu. Nếu còn á, nếu còn là mẹ cô Hà đã gọi là cô Hà đã về rồi, chứ không bao giờ là ở kia đó. Nó là mẹ cô Hà đó đi dước cái dòng cô Hà này hết một lần rồi. Mà tại sao không về nhà mà còn ở chỗ đó, là lý do sao ông nó còn ở chỗ đó. Đó, bây giờ nói cái hồn của Hà này không bao giờ ở đó, có chỉ là cô Hà này đã mắc cái chỗ nào thì cô Hà này mới ở chỗ đó thôi. Đó, nếu mà ai mấy em mà nói phải không, mấy em mà nói là bây giờ nè, bây giờ ai có chứng còn chứng kiến nữa không, nếu ai mà còn chứng kiến cô Hà này còn ở đó nữa không? Rồi thì cho em hỏi nè, chị có những anh cũng có xem những cái clip đăng tải về cái lúc mà mẹ của chị Kim Hà gào khóc, nói rằng là nó về báo mộng là cái gì đó, thì như vậy là cái sự báo mộng là báo mộng từ đâu, hay là chị Kim Hà về báo mộng hay là sao? Không có đâu, anh nói cái này thì mình thì cái quan điểm của mình á, mà nếu mà mẹ cô Hà đã nói là cô Hà về báo mộng cho mẹ cô Hà thì bà thím hai đó, rồi là báo mộng, rồi sau này mấy người kia nói là cái hồn của Hà này còn ở dưới đó, thì cái đó thì nó vô lý. Nếu mà mẹ của Hà nói cô Hà về báo mộng á, thì tôi là con bị vậy á, như vậy là cô Hà đã được về tới nhà. Nếu nói vậy là cô Hà này được về tới nhà. Còn nếu mà cô Hà này mà người ta thấy còn ở dưới đó mà lai vãng á, thì mẹ của Hà này là nó không có chính xác. Nếu mẹ của Hà này mà nói ra những câu đó, mà mẹ của Hà mà nói là nó chính xác hoàn toàn á, thì mấy người kia là đặt điều vì cái tâm linh. Vì cái là một trong hai, có đúng một hoặc là đúng một. Đúng. Nói như vậy thì trong hai cái lời nói á, bà mẹ của Hà với cái người mà nhập xác đó, thì phải có một người đúng. Nếu mà nói như vậy nha, là có một người đúng. Còn nếu mà không có cái sự thật luôn đó ha, nếu mà hai cái lời nói mà không có sự thật luôn á, là cô Hà này, cái hồn của Hà này vẫn còn ngay chân chỗ cái phạm vi là cô Hà đã mất. Nó ở nguyên nhân đó nha. Bởi vậy anh mới nói nãy giờ là anh phân tích với mấy em á, là nãy giờ những nếu mẹ cô Hà nói là cô Hà về báo mộng á, thì con bị anh A anh B sát hại gì đó, quýnh những cái chỗ nào đó, thì cái người ở dưới mà nói cái xác của Hà mà còn lai vãng á, thì mẹ của Hà chỉ là nằm trên bao thôi nha. Mà cái cô này mà cổ nói cái cô Hà này mà còn lai vãng ở dưới đó, nếu còn lai vãng đó mà nếu chú xuống á, ấy anh xuống á, mà anh hỏi lại, anh tham khảo lại á, mà có đúng sự thật á, thì anh thí nghiệm cho mấy em xem. Mấy em ở đó trực tiếp quay đi, anh dám xuống đó anh ngủ luôn, anh sẽ làm một clip cho mấy em xem luôn. Nó còn không có sự thật là hai người đều sai hoàn toàn. Nhưng mà trong khi đó là chỗ cái phao á, thì không riêng về là hai vợ chồng của đi xà lan thấy không, nếu mà thì đó thì em nói vậy đi, em nói rồi anh đi xuống đó mướn chuyến đò ra đó luôn, ra ngoài đó luôn, ra cái phao đó anh sẽ ở đó sáng đêm. Có nhiều người nói nhiều khi mấy người mà nặng muốn vía ra đâu gặp được anh hả,
người mà nặng bóng vía mà ra đâu gặp được đó. Không có, anh sẽ làm một thí nghiệm, anh sẽ không biết làm sao, mà biết rồi anh sẽ nói chuyện cho mấy em nghe. Anh không biết anh làm cái gì. Là nếu cô Hà thật sự, anh gọi cô Hà luôn, nói chuyện đàng hoàng luôn. Đó giờ anh đã từng gọi ai chưa? Hả? Đó giờ anh đã từng gọi nói chuyện với ai chưa? Anh thì nói chung ra thì cũng có đi cầu cơ này kia cái nọ, thì cũng có nhập vô, cũng nói chuyện bình thường, đúng không? Đó. Bởi vậy anh nói là nếu mà người nào thấy cái hồn của Hà mà còn lãng vãng đó thì anh muốn anh làm một cái thí nghiệm để mấy em xuống quay luôn, mấy em quay luôn. Đó. Hiểu không? Có đúng sự thật cái gì không? Đó. Nếu đúng sự thật là anh mới tin. Còn không đúng sự thật là anh không có tin. Là cái hồn của Hà này là nó còn ở trong cái chỗ có bí ẩn. Em có nghe có em hiểu anh nói không? Yeah. Nếu mà cái hồn của Hà ở đó thì anh sẽ làm một cái thí nghiệm cho mấy em coi, mấy em xem rồi rồi anh gọi cô Hà này về nhập vô anh nói chuyện cho mấy em nghe. Còn nếu mà không có sự thật á thì cái hồn của Hà này còn trong cái bí ẩn. Yeah. Nãy giờ mấy anh nó nói nãy giờ. Yeah. Đó. Như vậy thì chung là công viên về anh em ở đây cũng có tất cả các đồng bạn cũng muốn về cái sự việc này đi, thì anh có thể đi đến đó để mà làm cái ví dụ như là nó nói không? Đúng, anh nói anh dám nói là anh dám làm mà. Nó nếu mà đúng sự thật là anh tin cái những người mấy người vô đó thấy. Còn mà anh thí nghiệm mà không có được á, sự thật á, thì cô Hà này còn trong cái bí ẩn, là còn trong những cái lồng chim đó đó, người ta không có mở cái lồng ra đó, thì cô Hà này không có về được thôi. Đó. Còn nếu mà thì muốn gọi hồn cô Hà này mình phải tìm được cái lồng mà để nhốt cô Hà đó mới mở cửa cô Hà nữa mới về được. Đó. Bởi vậy anh mới nói với mấy em nãy giờ đó là mình phải tìm, nếu xuống đó mà không có sự thật đó, mình phải tìm ngay cái lồng chim đó đó, mình phải mở cửa của Hà này mới về được. Chứ bây giờ người ta đóng cửa rồi em đâu có thả nó ra rồi nó bay về. Đó như vậy. Nó bởi vậy anh nói với mấy em là những cái điều đó là cái gì tâm linh đó ha. Thì anh nó cũng trải nghiệm qua nó rất là nhiều. Nó cái vụ mò xác thì anh không có thiệt. Nói hồi đó tới giờ anh không có mò xác, mà cái vụ tâm linh này kia nọ thì anh cũng từng trải nghiệm qua hết trơn à. Thưa anh, thì có một số ý kiến đó nói là chị Hà này bé Sài Lan chết, theo anh nhận định như thế nào? Không đâu, nước của Hà này chết á, là cái hồn của Hà này còn dưới sông mà mò mẫu á, khám tử thi là trong cái đường hô hấp nhân tạo của mình nó phải có nước. Mà trước khi cô Hà này nổi lên á là nếu người thân lại ở hang là cô Hà phải máu phải ọc ra. Bất cứ người nào cũng vậy, người nào chết đuối. Nếu mà người thân mà lại là máu tự nhiên máu ở trong họng nó ọc ra liền. Chứ không phải như cô Hà này. Đó. Cô Hà này đã bị là tác động ở trên bờ rồi mới dục xuống dưới. Bởi vậy phổi nó cũng mới không có nước. Cái đồ hô hấp nhân tạo mình nó không có nước. Đó. Bởi vậy cái người mà chết nước á, chưa quá 3 ngày nữa người ta nổi rồi. Chứ không phải là mười mấy ngày mới nổi, hiểu không? Mà nổi lên, trước khi mà nổi lên á, là đừng bà là phải nằm ngửa, đừng ông là phải nằm ấp. Chứ không phải mà đừng bà nằm ấp. Mà trước khi người ta nổi lên, người nhà đi tìm được á là đem lên bờ là mới không ra liền. Nếu không tin, có người nào chết nước đi rồi mấy em đi quay đi, rồi người thân lại có mới không sẽ ra không. Nếu mà mới không ra là anh là người nó dốc, còn mới không ra là mấy em sẽ nghĩ anh nói có đúng hay sai. Đó. Bởi vậy là nhiều khi
mình nói là mình không có mà để mà mình che đậy cho ai, đúng không? Mà mình lấy những cái công bằng cho cái người đã bị chết không có nguyên nhân, mình phải tìm công bằng để cho người mất thế. Đó, thí dụ như bây giờ cái thế của người ta đó nó lún xuống rồi, mình phải nâng người ta lên lại, phải lấy cái sự công bằng, phải cân đôi mới tìm ra cái nguyên nhân cái cô này chết như thế nào. Đó, chứ không phải mà mình thấy người ta đuối nước rồi khi người ta đã bị nhấn chìm xuống rồi mình đè xuống nữa thì nó quất rất là vô lý. Đó, anh làm gì xã hội, anh lên đây anh chia sẻ gì xã hội, đó, vì cộng đồng đã quan tâm những cái cô đã chết quan này, anh cũng ủng hộ cho cái người này nữa, cái người bị chết quan này. Đó, bây giờ anh mới chia sẻ lên như vậy, đặng mà chờ cơ quan nhà nước người ta vô, người ta lấy lại cái công bằng cho cái người đã mất. Đó, mà bởi vậy cái vụ cái cô Hà này đã chết đó, là bữa nay là cũng gần 70 ngày rồi mà chưa có cái kết luận cái vụ mà cô Hà này chết như thế nào rồi. Cái giấy là khám tử thi này nó chưa có, bởi vậy anh thắc mắc cái vụ cái giấy này nữa. Thì bây giờ cái vấn đề đó của bên cơ quan thì bởi vậy không tiện vô nói đây, thì bây giờ cho em sẽ kết hỏi anh Châu nữa ha. À, đó giờ anh có từng chứng kiến những cái sự việc mà ra đến tận cái mộ để mà yếm không? Nếu mà em ra cái mộ em yếm á thì cái hồn của Hà này cũng đâu có ngoài đâu mà yếm. Dù em yếm đi nữa, thí dụ như bây giờ anh nói với em nè, thí dụ như cô Hà chết trong nhà đi, mình nói thí dụ nha, cô Hà mà chết trong nhà thì ra ngoài chôn á thì cái hồn người ta mới ra ngoài, hiểu không? Còn cái này người ta chết quen là em phải đi cầu cái hồn người ta về, người ta mới ra cái mộ đó, hiểu không? Bây giờ em không biết người ta chết nơi nào, rồi bây giờ em ra cái mộ đó em yếm cái gì đâu. Có yếm là trừ ra cái chỗ em chết á, cái chỗ mà em chết á người ta làm bùa ta yếm á là em không có về được á, thì cái đó anh công nhận. Chứ còn ra cái mộ đó em yếm là em yếm cái đó, em đâu có yếm được cái gì đâu. Nó bởi vậy cũng nghe một cái cậu mà ở dưới chỗ cái cô Hà đó, cậu nói ấy, cậu đó cậu nói là ba đời hay là hai đời gì đó là làm pháp sư, đúng không? Có lên nói là cái vụ mà hai đời hay ba đời gì đó anh không có nghe rõ, nói cái vụ mà làm pháp sư đó là nói là ra cái mộ ngoài là yếm cái ngoài cái mộ á thì nó phạm vi của nó là 5 tấc, đúng không? Nếu mà mấy em không tin thì mấy em ra đó, mấy em thí nghiệm, mấy em bư vòng vòng đó có hay không? Đó. Rồi nếu mấy em mà nếu mà có mà bư lên á, bư cái yếm đó lên á, mà thấy cô Hà này á ở trong nhà á, thì cái đó là người ta yếm ngoài mộ. Đó. Mà em vút lên mà cô Hà này không có thấy ở trong cái gia đình của cô Hà này á thì cái đó nó hoàn toàn nó cũng không có yếm được. Là anh nói với mấy em á là yếm cái mình chết ở đâu là ta yếm mình ở đó đó, là nó mới không có được về thôi. Đó, bởi vậy nhiều người cũng nói là gia mộ gia mã này kia nọ, với một khi lúc mà cô Hà này chết nó yếm cô Hà này ở dưới sông luôn này kia nọ. Ủa, tại vì cái xác nó chết, cái hồn nó xuất ra rồi, bây giờ em yếm vô đó rồi cũng đâu có tác dụng gì đâu. Người ta chỉ yếm là người ta phải làm bùa là người ta mới yếm cái vụ mà cái hồn là không cho về, thì chỉ là báo mộng này kia cái nọ ha. Mà khi người ta nhập vô người này người kia, người ta nói ra sự thật sao? Không bao giờ. Đó.